Phan Quảng xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì tình cờ Phan Quảng ghé vào cái lán công nhân thì người ta bắt được một cái ổ này. Ổ này thì kiểu giống ổ ống á, ổ ống rừng nhé các bạn. Và cái loại ống này là có cái con ong phía trong này, con ong phía trong rất lớn. Hôm nay người ta rủ lại để thưởng thức cái món này. Thì người ta kêu là giờ bây giờ gửi những cái con non ra và làm một cái món gì đó cho mình ăn. Rất là ngon. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo chân Phan Quảng để xem lại là những hình ảnh của những người công nhân người ta làm chế biến cái món này cho mình thưởng thức xem thử có ngon không nha các bạn. Đây là một người anh em Campuchia nha, đang chuẩn bị làm cái món này cho mình ăn thử đây. Trưa nay định về ăn cơm nhưng mà do mấy anh em người ta rủ ở lại ăn cái món này thử. Thưởng thức thử nhé các bạn. Bây giờ họ sẽ lấy cái ra đây, cái con non đâu ra này. Hình như là một cái ổ ống này các bạn nhé. Hình như một ổ ống lớn, ống này hình như ống đất hay ống gì đấy. Đó, người ta lấy. Các bạn thấy không, cái ổ này không? Đó. Người dân bên đây người ta rất là quý người Việt Nam nhé các bạn. Đặc biệt là mấy người công nhân người ta sống rất là tình cảm lắm, tuy người ta thiếu thốn nhưng mà họ sống vẫn rất là tình cảm. Đương nhiên thì mình cũng không thể nói là 100% là ấy, nhưng mà cũng có gặp người này người kia, người ở cuộc sống ở Việt Nam vậy, ở đâu cũng vậy. Có người này người kia nhưng mà đa số người dân lao động ở đấy thì họ đều là rất là chân thành. Họ cũng vì cái miếng cơm manh áo thôi. Có một vài cái thành phần mà ăn rồi nhậu rồi quậy phá đi những cái đó thì mình không nói. Tại vì ở đâu cũng có mà. Không mồm thông tiết à? Ok à? Không chạy. Không chạy à? Kiểu chiều đợi chiều quay lấy một cái ổ lớn nữa, nhưng mà chiều chắc mình quay cùng đi vào lấy cái ổ đó thử nhá. Còn bây giờ để coi họ làm cái món này thử món gì. Cách vô một ly không? À, cách vô bà đôi. Ok. Đấy, người ta gửi ra nhá các bạn. Gửi ra từng từng con một xong là hình như người ta xào về cái gì đấy. Hộp cát. Hộp cát. Chả mơ hộp. Anh xem ăn sống luôn nha các bạn. Chừng anh nhất. Chừng anh. Chừng anh. Tới đã bắt mục du tên nam ăn ngay mệt khơi. Chả tới dùng chích kháng nè, cá than man. Ờ. Ăn bấy ngay, ăn bấy ngay. Nó canh dương chất canh chân cá dương chỗ khang chết chất chiêng ha. Mang cái đường thơ ấy. Chợ dùng chết. Ok, dương khang là dương đốt sơ dương lùa. Đốt sơ ngày là đốt. Ngày đã đốt. Đốt bằng bay đong ấy. Bay đong à? Ngày đã bán đốt tiết mới thoát. Đốt đó ngay đó. Đó ngày nào cái đốt? Cái đốt không đong rồi. Mong ba man đốt. Mong bán đất ba nó không? Mong bán đất ba nó không? Đốt là hốt à? Ok. Đấy, người ta có làm cái một cái nơi để đốt than á. Thế nào mình quay cho họ mong, xem. Mong cái rực của họ quýt. Cái rực quýt cái đất cái bật bình. Ồ. Bó kê à? Ót bó dương à? Bó mẹ đó, nhưng thơ mẹ đó. Ờ, bó mẹ à? Đấy, người nhìn cơ bắp cuồn cuồn các bạn. Có 6 mũi cho người chắc nịch luôn. Mình mới thông lắm à. Dạ. Làm bài sân, chẳng không lưu mê tự tinh xì à. Nâng à, làm bài sân đâu. Đã nấu cơm làm món này về. Người ta xin mấy ngàn đi mua rượu. Tí nữa mình cho mấy ngàn mua rượu về dùng nhấm chung với cái môi này nè các bạn. Đây.
Đây là ông chủ này đang nấu cơm này các bạn. Các bạn có biết cái nước này là nước lấy từ đâu không? Nước này là nước suối nhá. Nước sông, nước suối đây này, không phải là nước suối kia đâu. Đó, cái nước này người ta mục từ những cái suối xung quanh cái những cái lô này. Đó, xong nó đổ vào nấu thôi, dùng nước này để sinh hoạt thôi, không có tiền để mà mua cái nước bình kia đâu, nước bình kia để uống thôi. Lâu lâu mới có cái nước bình kia uống, đa số đi lô người ta uống nước này không à? Nước sông này không à? Đấy. Ờ, ta không muốn pina. Không nhầm. Ờ. Bán là bán vấn đề à? Vấn đề không ạ. Ờ. Người ta hôm nay cho một được chưa được nửa lít mật đây, mà kêu chó đây. Đây. Này, một lít bằng 7 mơn. Thả lấy men. Ồ, mày tính cái một lít 4 mơn à? Cái chắp này. Đấy, kêu mật ngon nhiều đây mà kêu một lít 80 ngàn. 80 ngàn thì là gần 500 ngàn tiền Việt á. 500 á. Đấy. Mà thằng này nó bán đắt thôi. Và bây giờ cái anh người cắm chiến người ta sẽ sao cái con ong lúc này để cho mình thưởng thức nhá. Này có cho người ta đi mua một lít rượu về. Cho nên thích uống rượu lắm, có rượu là à, người ta chế biến thế nào mình xem thử. Con mình cầm bắt à? Mấy cha nó các bạn đã print cho các bạn đã nó print cha nó có mật thúc lên các bạn này. Ồ, đây ở đây đây mật lên các bạn này. Điều đang đổ ra ở cái trái để tí nữa thưởng thức chung về cái món món ống sao này các bạn. Món này còn ống lớn. Ông anh này ông đang sao cái món này. Mình xem ông sao. Con con này đây chỗ ổ bên này, đầu vào đây này. Đó. Thấy không các bạn? Đấy, bu lên này. Đã lên. Rên cho lên mấy. À đây rồi. Cũng thơm đấy, không biết có ngon không, cũng thơm đấy, thấy thơm đấy. Hay là bỏ tỏi, bỏ vô phi là thơm thì ra đúng các bạn. Đấy, bếp của người ta đấy, đấy cái nồi cơm lúc này bật lên này, đấy, khả năng nó chưa chín đâu. Nên bên này người ta ăn đường nhiều lắm nhá các bạn. Đấy, bỏ một thìa đường là mình thấy rồi á. Bán này đà chô thôi, bán này ạ. Lia ta không mua mà. Bạn này bạn đang pha cái mật ong vào trong rượu á để uống tí uống cho ngon. Nhân này bữa trưa hay uống rượu lắm. Mày có một tí rượu trong người khi nào mới đi làm được. Tên lia rồi. Ok.
Một bàn đạp em tên bạch mây của hồ này kia một tê làm một tê chỗ đó nếu bỏ cái thịt cay mà sợ mình không ăn được ớt kêu bỏ vào đi sao ớt không ăn được nó thì kiếm thôi ớt miên một tê hơi à. Do chán mà bóc đã chối cái lanh chán chán này chán này lại cho chín. Thưa quý vị các bạn, bây giờ cái món này đã làm xong rồi nhá. Giờ cái anh người Campuchia anh làm cho rồi. Bây giờ mình với anh cùng thưởng thức thử xem có ngon không nhá. Thấy là cũng hấp dẫn đấy. Ăn thử miếng rồi. Mình xin mời các bạn quý cô chú anh chị thưởng thức cùng Phan Quảng nhé. Chả muối đi bông. Chẳng ai nhớ. Đó, đấy cái mình quay cận cảnh cái món này cho quý cô chú anh chị các bạn ấy xem. Đấy. Sao thế? Là mồm mày. Là mồm. Chẳng anh nhá. Đấy. Mình đây hôm này mày. Nhầm. Cái sách cô thế này. Rồi chơi trong quán. Chẳng anh sách cô thế nào? Dạ. Nó kêu ăn ngon cả cả thịt bò nữa. Nhầm, ta clean cho mà ta pin bê nghe ta clean đây này. Pina clean, mê à? Mê. Nắng này. Chẳng anh mà. Chẳng anh nhá. Không không được chẳng này, không chẳng như nâng được. Là nghe tới dòng mùi tiết à? Nghe không cho nâng tiết mày. À. Không biết. Mong mang tới dòng. Nhưng đánh cô chô rồi. Mong pram à? Bà, mong pram mong mùi. Nè, không ra dòng. Bà coi mê đi. Không, nông bà này mày. Mày không nông bà này, sạch ạ. Không nâng, sạch tiếng nâng này. Có cun. Hụt. Cho người ta một lít rượu. Mà lít rượu ọt ọ à? Bán bán nâng à? Đúng rồi. Đây video clip hôm nay cho phép Phan Quảng xin kết thúc tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong những lần quay clip sau, quay về cái cuộc sống chân thực của người dân Campuchia nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị nhé.